mới thấy bát tiết này lần đầu là đặc cái không rõ cái không cần xìa mùi hết luôn à hết luôn thanh này đậm pha hết mùi mình là ngài tí ba nói là hơi ít cái gì đây làm một tập là hết ui giỏi ôi cũng lại một bưởng luôn kìa hết luôn này gạch thêm chịu cũng đúng một bữa hết một bát tiết nhà vài phát rồi vài phát đấy vài phát tuyệt vời ngon quá tuyệt vời mặt trời. Hello, xin chào cả nhà nhé. Chào cả nhà một buổi chiều. Đấy. Chiều nay mình lại tiếp tục đấy, lại tiếp tục đi quay clip bên nhà chú Toàn chia sẻ cả nhà là lại tiếp tục đi ăn chuột nhá. Lại sang bên đấy, lại tiếp tục ăn chuột. Đấy. Chịu khó làm vài vanit để đấy cả nhà. Để tranh thủ với chồng này chú đang đi bẫy được không tầm tháng nữa là người ta đổ nước về ruộng hết mùa chuột chú chịu khó mình động viên chú chịu khó đi bẫy kiếm lấy vài cái clip quay clip để đấy cả nhà nó như thế mai mốt có sẵn clip mình úp lên đấy cả nhà thế mời cả nhà cùng đi với biển sang Lê Toàn Food để ăn thịt chuột nha nhưng hôm nay chưa biết là chưa biết món gì đấy, như thế còn làm mấy cái clip lẩu chuột rồi mời cả nhà đi cùng mình nha. Xin chào lâu lắm rồi nhỉ. Đây cả nhà. Hôm nay đầu bếp Hùng nó vào nó luộc lâu lắm mới gặp được cái thằng có em dại này. Hello, chào đại gia đình mình nhá. Có tuyệt vời, chuột à. Lại rau thớt. Hôm nay nhiều món lắm cả nhà. Trước mắt là món chuột luộc rau cải này, hấp rau cải này. Ai hả, chú Hân hôm nay phát pha bắt bổ thần thánh nhá. Ok anh ơi. Rồi vẫn ơi. Em anh ạ. Ờ vẫn là em đây à. Chào ở nhà nhá. Vẫn này chú Út đây, hôm nay chú hôm nay mình có việc bận sang muộn là các chú sang là đánh chén đâu. Đánh chén rồi, sẵn đánh chén rồi. Em Thu nấu món gì đây? Em nấu món măng ạ. Măng với gì? Sáo măng, thương nước thịt chó. Măng nấu với lại xước xít chó. Thịt chó. Ở đây cả nhà. Đấy. Không thể thiếu được thịt chó đây. Tiết canh cày này. Rau mơ này, thịt chó, tỏi chó này, đấy, chó luộc, chó hấp nhá cả nhà nhá. Hôm nay chuột và chó đánh nhau. Đấy. Em Hồng chào cả nhà, lâu lắm không gặp cô em. Ừ. Mấy năm nay mà hôm nay mới lại nhìn thấy. Chú bên rắc Na Chanh à? Na Chanh hôm nay tay nào thái mà nó nhỏ gớm này. Em vẫn này em. À vẫn này em đây à? Ôi giời ơi. Chú vẫn này em đây. Ok không anh nhìn ok đâu. Đấy, ok ngon đấy chảy. Lấy đĩa nữa này. Đấy cỗ luôn nhà đám luôn nữa. Chuột hấp trong cái đắng nhá thì mới lại. Lấy cái đĩa con này. Thịt chó rồi tiết canh cầy nữa. Người đẹp hôm nay có món gì đây? Món chó à? À, ôi dồi, quên đấy, hôm nay còn cả món gà đấy cả nhà nhé. Chó, gà, chuột. Đấy. Chó, gà, chuột. Đấy, một rổ bún nữa à? Ừ, được đấy. Đấy. Đủ các gương mặt thân quen. Vẫn còn thiếu một số nữa. Đấy, chú Hùng và còn tranh thủ chơi ngay tí nữa là nửa một tiếng nữa là cho chú đứt rớt đài. Đấy mời cả nhà nhá, đã xong là chuột hấp này, tiết canh cầy này, rồi là thịt chó, tỏi chó, mắm tôm này. Nhưng mà biển hôm nay là không pha được cái gì, biển tí chấm này là cấm công đúng cho mắm tôm này đâu. Ngồi khoanh chân. Đây mời cả nhà nhá. Em nào xong cho keng nhảy. Chân nào. Nào, nhà đây. Nhà. Mời đại gia đình mấy nhiêu nào? Các cụ các ông các bà nhá. Mời các ông các bà. Hôm nào mời vài mâm bên kia nhá. Thế mời các bà bên kia nhá. Rượu này rượu tính rượu tình thật. Ngon thật. Ngon quá. Ây da. Sở trường của chú Hùng cái mắt này. Đâu mắt em ăn rồi. Đấy mắt để Xuân làm cái tỏi đi. Mất mắt à? Mắt nâu hết lâu. Đấy, nó làm cái tỏi trước hấp dẫn. Đây, mềm. Mời về nhà nhá. Mời về nhà cái món này ăn bố bạ. Bố bạ. Lên bàn làm cái món này bố bạ. Thịt chó nó phải có. Rồi, hoàm sướng. Được. À, đây, chú Hùng chưa? Chú Hùng đâu rồi? Tỏi... Em chơi lưỡi chưa? Chơi lưỡi à? Lưỡi rồi. Đấy. Tỏi chó nó phải có tí mắm tôm dìm vào ngoáy này. Đấy, ngoáy. Ngoáy. Đậm đà. Đậm đà, đậm đà mắm tôm. Ôi dồi, kiếp cục mắm tôm. Gớm người. Làm tí coi như là lưỡi này. Làm là lưỡi thôi. Hôm nay lưỡi à? À thế mắt, mắt vữa xài nhỉ? Mất nâu à? Mất nâu rồi. Riêng gặp chú Hùng là chó mất lưỡi ngay, mất mắt ngay. Chú Hùng rất khiêm tốn và ỏ nẻn. Tuốt.
Đấy, Lê Quyền đấy, chơi mất phớn mất bảo phải khỏe, tay khỏe này đấy. Vuốt thịt ra đấy quằm. Khỏe. U rồi. Vụt. Đấy, dây mạnh mắm tôm vào, thơm. Quyền sâu kinh. Đấy. Thế này tối về ngủ gần hồng 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 đuổi mẹ ra đây. Ui giời. Kinh lắm. Mấy thi hồng tiếp cho Quyền bát mắm tôm. Ngon quá. Ngon quá tuyệt vời. Mắm tôm ôm nhau cho sướng. Chị chịu thua không? Đấy còn có cả cái bát măng nữa nhỉ. Măng, thiếu bát măng. Đấy. Mồi rất sẵn nha cả nhà nha. Hôm nay nhiều mồi quá. Ui dồi ôi. Này con. Đây là em Thu nhà mình. Còn là em Hoa. Còn là em Hồng lâu ngày không gặp kìa. Ngồi im cái góc kìa. Hẹn. Mới. Hồng là chồng của Quyền. Nó. Quả gì đấy? Ngon. Cái gì đấy em? Em không biết quả gì cho hỏi. Quả gì? Hỏi cả nhà xem là quả gì. Quả này quả dái à? Thôi em ăn được đấy. Quả này em ăn tốt đấy. Nó quả quả dái gà. Dái gà. Dái gà, ăn được. Em ăn đi cho nó khỏe, khỏe dái. Em làm gì có? Biết đâu được cái dái ngập vào trong. Ngon không? Ngậy không? À không khả năng nó là cái quả cật gà. Cật gà nhỉ. Ừ. Ừ. Giái nó phải trắng. Mà cái cả nhà nhá. Cứ ăn đi. Tuyệt vời đấy. Ngon nhỉ. Mình cũng nhận là xong thì phần cá mắt, xong lại phấn cả đùi. Cái gì cái là chú là người nhà nước, là người lãnh đạo công ty xe cu GT. Đấy. Mời chú một chén. Kìa, bác mời kìa. Công ty Sukuti. Công ty là xe cu GT. Xe cu GT. Xe cu GT. Nãy hồn. Công ty xe cu GT. Hôm nay lâu lắm mới gặp được thằng em và chăm sóc thằng em nhiệt tình vào. Hôm nay làm về sớm rồi. Người tao đoán rồi mà hôm nay mà mày mà không sảnh hôm nay nữa là nhọc. Lâu không gặp được thằng em. Người xe cu GT. Đấy. Đây chứ. Bác chỉ đâu? Đấy, bác dọn ra. À, bác bổ thuần thánh đấy. Thuần thánh. Hôm nay chú Hân, chú nào bác bổ thuần thánh vẫn là, chú Hân bảo vẫn là em đây. Vẫn là em đây. Vẫn là em đây. Mời cả nhà nhá. Úi giời, xứng đời ta điền. Chơi luôn đi. Tối xong rồi. Thế mới lại. Nhà ăn uống bây giờ nó ăn nhanh chóng trình bày hết ăn như là cần mưa gần bão rồi. Toàn đồ rừng ấy. Măng rừng đó. Măng rừng ơi, măng rừng. Hơn măng rừng. Anh biết ơi. Măng mung anh em mình lên gái nhỉ? À, lên gái à? Ai gái anh em mình lên gái. Tan nước. Ở nhà. Anh ơi, hôm nay chúc sức khỏe anh em mình gái làm gái nhỉ? Có phải không? Phải không? Hôm nay bên này cũng đủ mặt văn võ hả? Hôm nay cũng đủ mặt văn võ. Mời đại gia đình nhà mình nhá. Mời đại gia đình mình yêu nhá. Mời đại thiếu gia. Rồi anh em mình dè một cái nhỉ? Từ đầu giờ quên đấy, không qua này này quên. Nào. Nào. 1 2 3. Dê. Dê mới dè. Dê mới dè là cái bản. Có mỗi cái từ dê với dè mà vẫn còn chưa thống nhất được. Ông thì dê, ông thì dê. Ông thì ê. Dê là mạnh nhất. Dê nó yếu đuối quá. Dê nó mạnh mẽ. Ừ thật phải dê ta. Mà mất là phải dê rồi. Học mãi không thuộc đâu. Học mãi không thuộc. Không dê là mạnh mẽ. Dê từ dê mà không thuộc được. Dê mở bắt ra là phải hăng hái rồi. Dê nó yếu đuối rồi. Chú đầu cái phần vai. Chú Hùng phải bụp mạnh lên nha, nâu không được ăn rồi đấy. Bọn anh thì dầu này ăn chán chuột rồi. Bác phởn cho chưa rồi. Kinh điển. Chó vừa đấy chó, đấy, bây giờ chuột. Ừ. Phởn chưa. Vừa đấy chó, bây giờ chuột à? Chó. Anh nói với chú là thịt chuột nhá, anh em ruột mới được ăn đấy. Úi dồi. Bác nói vật ghê nhỉ. Chuột anh em xăng. Ruột mới được ăn. Đúng xăng. Xăng đủ rồi. Bốc nửa lắm. Thịt chuột anh em ruột mới được ăn thật. Cũng còn lâu thật. Ngoài cái cây này ăn là nó vừa tẩm ngon. Nó là bảo thủ. Đùi đây cả nhà ơi. Đùi chuột đây. Chưa. Đi mạnh vào anh ơi, cay đấy. Chuột này chưa ấy vừa phải đấy. Vừa tẩm á. Chưa. Đặt chưa. Đặt bổ thần thánh đây, cả nhà ơi, mời cả nhà nhá. Chảy hết cả nước miếng luôn. Chuột ngọt thơm béo ngậy chuột đồng. Bây giờ còn đầu mùa không? Hay giữa mùa rồi? Giữa mùa rồi, sắp hết rồi. Cuối rồi. Đâu có chuột đâu. Chịu có.
chịu khó ăn vài bữa nữa là hết. Mà các cụ dùng mấy cái chuột đấy. Thôi mà cụ cứ tự nhiên nhá. Mấy ngon đâu lọt ra người ngoài được. Anh em ruột cũng ăn được chuột. Anh cái chuột. Chả nữa. Mấy khi tiếp thằng mấy em. Mấy khi gặp thằng em xe cu GT. Nhọc lắm. Xe cu GT. Ôi, bác Biển ơi, em với bác nông này anh em mình gặp nhau, anh em mình giao lưu cái nhỉ? Chưa ăn đâu. Đấy, đẹp quá. Nào, lên sàn đi. Tốt sức khỏe bác nhá. Cứ đổi một thế này. Lắm mới gặp bác. Ây da. Trong cái gì mà cái món đặc sản được quê trên chỗ đồng. Ôi dồi. Và cái món tiết canh thì cấy. Nó đặc trưng của vùng quê mình. Tuyệt vời đấy. Mỗi vùng quê ăn thịt chuột khác nhau. Thôi các ông cứ ăn thịt chó đi nhá. Để chuột để tôi xài. Phải tranh thủ chuột đó. Chuột đó chỉ có giới hạn thôi. Còn chó không ăn nay ăn mai, chuột là chỉ có mùa được. Cho nên mình có phải tranh thủ và ăn chuột ngay rồi gần khởi trương lên. Bác mùa. Cứ mời đi. Cứ mời này. Anh gấp vào cái bổi thân thánh này. Nhìn sâu à? Ôi trời ơi, chú ăn thịt chó chấm bột này à? Chấm bổi này à? Không ăn có tôm à? Ôi trời đấy. Cụ bảo là thịt chuột có mùa mà chó thịt quanh năm cho đấy. Nào em Biển, không chấm cái bát bổi nào. Ngon này. Để anh view nốt miếng này đã, xong là anh sẽ uống với chú. Đá tí thịt chuột mắm tôm, mắm tôm nói là ăn với thịt chuột là mới sướng đời. Thịt chuột mắm tôm. Đúng là sướng đời. Sướng đời. Hoài ơi. Đúng không? Rất là chanh. Hai món đúng là đặc sản. Hai món này còn là hết nước chấm luôn rồi nhỉ. Chấm đó. Chó chuột. Hôm qua về dọa em bảo là thôi mày đừng có cắt đầu chọc nữa. Đấy nên em bảo thôi không cắt rồi, còn là phải để tóc. Cưới cháu gái để tóc. Cưới cháu gái phải để tóc nó đẹp. Chú Xuân uống với chú Hùng gái, chú Hùng bảo là lâu không gặp các vào các em cứ ngơ anh đi. Anh Hai Hùng anh bảo là lâu không gặp các chú cứ ngơ anh đi là chú lại tự ái. Chú anh phê bình chú. Đợt. Toàn có công có việc bây giờ chú toàn nói ốm đi cả. Anh đang xin tôi vợ nó sinh thì thôi thì mình cũng phải từ từ. Thôi là cứ được không? Cái vợ sinh mang đi đám cưới sợ mất lắm. Rồi. Cho nên là cứ bình tĩnh, ông cứ suốt ngày ở nhà ông cứ giữ vợ. Giữ là cái gì? Mà anh cuộc sống nó thế phải không? Vâng. Vợ sinh mình phải xem. Không có nhọc lắm. Nó đã sinh mình phải xem. Em được. Lại tiết canh à? Tiết canh em đánh. Bác mời chưa? Khổ thế. Không tiết canh đánh rồi đấy. Vào đây. Cầm đây. Bác làm yên đây em luôn. Cái toàn cái thằng kéo vào chỗ này. Kéo vào chỗ này. Chúng ta bảo nó lên đây luôn. Cấp đấy. Cấp luôn. Cái đuôi đó. Chào bà nhà nhá. Đây là chuột không cháu? Con nhà Hoa có uống không à? Thằng con nhà Xuân đây là chuột. Đây là chuột kia. Kia là chó. Ăn đi cháu, cứ ăn đi. Chuột, chó, gà bên kia, nó nhiều mồi quá. Ăn luôn à? Đấy, cháu. Bữa mà chuột, em ruột thì ăn bây giờ. Mời lại đây. Con này cực kỳ phải bà hết cả bác. Ngon quá nhỉ? Ui giời. Quá chuột. Thôi bây giờ cứ tranh thủ các ông với chó mình cứ chuột thôi. Cái cành nợn rùa bây giờ là cứ chuột là chuột thôi. Tình vào chó không ăn nay ngày mai ăn được, ngày kia ăn được, chó nó cả cuộc đời, nhưng có chuột nó có vụ thôi. Cầu hút bùn đấy, cho nên phải tinh vào. Hôm nay thiếu bác Tôn. Hai người ta thiếu đi làm Tôn, Tôn đi làm rồi. Lùa đúng như tàu hút bùn, anh em mình mới là đúng. Tôn đi làm rồi, bác Tôn đi làm rồi. Bà bác là hết bác. Thế thôi. Một lùa, riêng bác Tôn một lùa. Một lùa thì canh là xong. Tuyệt vời, tiết canh cầy. Quá ngon. Mà ngọt mà đúng rồi, nó ngọt, thịt chó nó ngọt. Thịt chó tiết canh cầy. Đúng rồi. Thịt chó tiết canh cầy, thịt chuột tiết canh cầy. Ớt ung re re đâu, bóp vào nó mới re re. Đấy là đấy ở đâu? Đây em, mất quả đây mà. Ngon lắm bác. Đấy. Cảnh bắt này. Ớt kìa, ớt khô, ớt khô, hạt tiêu rắc vào cho các ông. Nhật nhàn. Cho thở. Làm view nuôi tục, cái bộ nhọc. Hai miếng đúc vào. Có bộ thịt, có bộ sợ. Như túc tắc chuột thôi. Tốn này, hiểm tốn đấy. Hùng khô lắm, Hùng đi với anh Biển nhiều chỉ có khôn. Tinh vào. Đấy, anh nói một câu rất bất hủ, chuột thì nó chỉ có vụ rồi. Ăn uống. Còn chó ngày nào cũng ăn được. Đúng rồi, chó nó cảm thấy. Chuẩn bị nước nó về chuột sơ tán rồi. Riêng thịt chuột này là phải tinh vào, tinh phải dình đúng lúc. Dình đúng lúc này phải dình đúng lúc. Gần tháng 9, tháng 10, tháng 11 không có đâu. Không, một trời lúc này mùa nó có lắm. Tinh phải tinh vào đâu. Mùa thôi.
Nói chung là ý ý bà cả phải tinh mà. Tinh rồi, cần phải dình đúng lúc. Đúng rồi. Lấy vẫy về rồi à? Lấy vẫy về rồi à? Lấy vẫy về rồi. Lấy vẫy rồi, chắc là, bữa chuột cuối cùng à? Cuối được còn làm sao được nhỉ? Đây, thôi, gọi lấy nắm nắm. Gác kiếm rồi. Bác bà vỡ ngang ngư rồi. Ăn đậu ngang ngư. Nếu mà hôm nay nấu anh cũng báo cáo chán quá rồi. Ăn mấy bữa nấu chán quá chua thì chó chấm nó bổ thiệt thần đánh của chuột đấy cả nhà. Chú cũng không không, không ăn mắm tôm giống mình. Đoàn mai cũng đang bắt đi làm bể con nhá. Con dễ không? Bấy bấy. Ngon hay cả mời cả nhà nhá. Mình không ăn mắm tôm. À thế à? Lại mình không ăn. Xin phép cả nhà này cứ chuột thôi. Chuột như thịt gà luôn. Gà đông nó biết danh. Thôi cơm đánh mất tập trung rồi. Chuột om măng thế này nữa thì nhất rồi. Chó rửa nước mắt. Chó rửa nước mắt gặm sạch, chó chảy nước mắt với chú Xuân. Nhưng mà răng nó còn gãy rồi đấy, nếu mà răng không gãy còn nữa. Gặm sạch quá, chó nó chết khóc quá. Chú Xuân này rất thân lợi nhá. Răng của nó thủng hai cái xong rồi nó lùa nó ra giòn này. Nó lùa. Thế xong tiết canh phát là nó hút phát này. Lùa như tàu hút bùn mới. Chén em nó. Chén em nó. Bắt sạch đấy. Ngon không? Ngon thế, giọt nha, giọt gáu gáu. Không cho ra được đá. Những con. Ui giời này chiến diện. Sống gần này tuổi đầu rồi mà bắt mới thấy bát tiết này lần đầu là đặc đông, đông quá. Nó hồng hào. Như thạch luôn. Ui giời. Như ăn tốt thạch luôn kìa. Ăn cái cây không cần xì ở cả nhà. Có đỉnh cao. Tích. Không. Bóc bó tay ăn tiết canh không biết rồi. Ăn tiết canh không cần xìa. Ủa hết luôn à? Hết luôn. Thanh này. Chị. Ý bác phải bác nói là đầu bếp bác ăn đúng gì là bác nó nhỏ. Cầu cái bát tiết canh nắng nắng hút bát hết. Không phải nhưng mà này. Đổ hết vào mồm. Sợ rồi. Bác phê bình đấy nhá. Hôm nay đánh hơi nhỏ. Quá đỉnh luôn. Ý là một phát này. Tục lệ của mình nó ra là phải thế rồi. Anh sống người này từ đầu chưa thấy gặp trường hợp nào tiết canh như hôm nay đông đặc quá. Đảm phát hết luôn. Mời cả nhà. Tí bác nói là hơi ít. Cái gì đây? Làm một tập là hết. Ôi giời ơi, cũng lại một bưởng luôn cả nhà. Hết luôn. Này gạch thêm chịu. Cũng đúng một bữa hết một một bát tiết đại hồn. Mình ngấm cái này không biết nó có vừa mà phát mồm. Phát mồm là chú kiểu như háo thì kiểu như là tiết hào. Cả nhà này cũng một bát. Cũng một phát hết một bát tiết. Thôi anh thông cảm nhá, em lại chuột này. Đúng rồi, chú cứ chuột cho anh. Cứ kìa bác, cứ chuột. Tại vì mùa chuột năm nay chú được 2-3 bữa rồi, chú cứ chuột và giật cho anh. Còn chó không ăn anh ăn mai. Đấy chú Hân. Nói cho tinh vào. Bác Hùng này. Ăn bác phải ăn mắt nữa. Chuột đây. Bác phải ăn mắt cái canh nữa. Chú ăn chuột, chú khôn ấy, ăn chuột rồi tối rồi về đi đánh chắn là đấy. Đúng toàn bạch thủ trì đấy. Ăn miếng ăn tận. Ăn nhá. Người nhà nhá, cá cái canh. Quấy rồi. Quấy. Rau quả. Chuột chấm mắm tôm. Chuột chấm mắm tôm. Giờ lại chuột thì chấm mắm tôm. Ngon hết giòn. Thôi là kính bác đây. Ít. Hợp dẫn. Chuột chấm mắm tôm thì nãy cái canh thì vào một bát một miếng. Anh Phẩn năm nay 59 tuổi nhưng mà nhìn trông trẻ như thế. Không biết. Chưa có tí bạc sao ạ? Sống gần đây tuổi đầu rồi mà chưa thấy trường hợp nào tiết canh đông như hôm nay. Nó tí là dình dình anh tạm một bát hết thì cái cày ngon. Các bạn nó đông ngon. Nên mời chú. Ok. Vâng. Kính cơ chú. Rồi bác dùng đi. Bác dùng đi. Bác ơi tiên bác cả. Có thể. Bác dùng đi. Bây giờ này. Chưa vừa phát hết ra này bây giờ đỉnh cao. Thôi đại xá cho anh nha. Bác cứ tự nhiên thôi. Lên đường. Lên đường. Ui giời bác này hút luôn kìa. Như kiểu ăn sữa chua ấy. Nói thành châu câu. Bác này đang là thành châu câu chứ không phải là ăn cái cảnh. Thành châu câu. Chị ngon không? Chú bố thì cá nhảy trong bố, giờ bố lại chơi tiết canh. Chú Xuân, chú lấy xìa, chú làm một quẹt thì bác phỏi ăn không cần xìa. Anh đã từng ăn nhiều tiết canh rồi, chưa trường hợp nào đông như hôm nay. Đấy. Ngon. Đông hơn thật. Đông hơn thật, bác thế là hút. Ừ. Hết rồi à? Hết. Trời ơi. Hai bát hút bị thụt phát hết, không cần đũa, không cần xìa. Đấy. Ây da, nhỏ nhẹ quá. Cũng tròn một phát đi. Phát à? Thôi. Nếu như thế thì hóa ra là thì thi nhau à? Thôi cho em hai phát không? Hai phát đấy, vài phát. Đấy. Tuyệt vời đi. Ngon. Xuống hết. Rồi, chú ăn. Ngon nữa. Được rồi, ngon tiểu mà. Chú cứ ăn ngon đén thế này rồi. Nhỏ nhẹ như cái một... Cái cầy là quá ngon rồi. Cứ ăn nhỏ nhẹ như một thằng đàn ông.
ngon, thưởng thức. Đây. Rồi, luôn luôn. Quá tuyệt vời ông mặt trời. Phải ăn chó đi. Ấy cả nhà. Hôm nay là toàn thế là ăn tiết canh khác thường. Hôm nay mới gọi là thánh tiết canh. Hoàn toàn như là húp mũi lại một tưởng là hết một bát. Ngon. Hết rồi đấy. Khiếp người luôn. Chịu không hôm nay chó chuột rồi xong rồi chuột còn chấm mắm tôm. Rồi anh em mình ăn uống như trong phim luôn. Đang làm phim. Chuyện hút rượu dê. Các em nó mới đào ba bình rượu đâu mà dê. Quên không nhìn thấy chú. Nhìn thấy chú là cái gì nhá. Hai ba dê. Hôm nay vui quá cả nhà. Dê mới dê. Hôm nay cứ phải dê thôi cho nó máu. Hôm nay chó nó vồ chuột. Dê nó phải lên rừng xuống biển. Dê nó cứ bấm vành tai mình cũng bực lắm. Tai mới mồm biết. Dùng đi. Vâng. Cùng hai cho phụ coi. Mời kính cung nhá. Vừa lấy ăn chuột nên. Xe con nhà Toàn. Vướng xe máy. Vướng xe máy. Con nhà, ô tô này con nhà Toàn nó đừng lên dốc về sân này. Ừ. Đúng rồi. Ngon nó ra mở cửa chứ. Nên dốc. Anh ơi. Ngon rồi. Tôi thằng đấy phải lên một ô tô đúng đấy. Đường rộng thế này nó mượn... ngày 50 một ngày 60 tiền xăng bình thường đấy. Tôi bảo xăng cháu nó bảo ba ngày bơm à. Ui giời, bơm nước mưa là không đáy. Sao bảo không uống nữa. Đây hồi rất gì ông bảo không uống nữa. Không nữa là uống thịt chuột chấm tôm hay hay thịt chấm mắm tôm ngon mà nó ngon không nói chung mỗi hương vị một khác nhau đâu cả nước phải ngọt mỗi vị khác nhau ấy. Kia có cái nước luộc ấy đổ đi rồi. Vị của mỗi người mà ăn mạnh cái chó vào. Mình cả bát cái này. Sao cả nha, cái nước luộc nó ngon rồi. Ngon rồi. Không thể chán được. Chuột này chán làm sao mà ăn được nghỉ 2 3 ngày. Cứ đổi bữa luộc rồi giảm cây nó đi. Chưa rồi. Bây giờ cố gắng kiếm mấy chục quan nhá. Giá rồi. Nào nào dán. Em vào rồi giờ phút này là đừng cắt. Chắc 3 giờ. Thì mình ừ rồi phải lên đây. Đã ừ rồi phải lên rồi. Ừ, có biển ở nhà chú Bác vẫn vũ hộ rồi mà mẹ ăn rồi đấy. Vẫn vũ hộ bình thường đấy. Nó làm ở nhà chắc nó làm 2 con gà làm đấu. Cái lúc chan măng này thôi. Cái lúc gà cho nó. Măng này. Đấy. Thì chó thì chập đôi này. Thì chó đánh chập đôi. Chập đôi chập ta đánh cả đĩa. Chuột à. Chuột chỉ đến vụ. Và chó thì ngày nào ăn. Cho nên mỗi hủ khôn lắm. Tầm này sang năm mới có. Mời cả nhà nhá. Chuột phải đúng vụ mà chờ. Tuyệt vời. Tuyệt vời mà trời. Quá tuyệt vời. Thôi bây giờ khất nỗi các chú nhá. Để anh với chú luôn. Vâng. Chúc chú Mã Lao thành công. Bây giờ cháu nữa. Cấm đặt đấy. Nói thế rồi chú không phi ngựa bằng thằng cháu này đâu, nó Mã Đáo nó mạnh lắm. Con chỉ mỗi lần thì được. À thì đúng, càng thế càng thế trẻ nó càng ấy. Xong đến sau thế là thằng sau này nó này. Đấy, che già mang mọc như thế. Đúng rồi. Cháu làm sao được. Nào, biết được không ơi? Vậy, lần lượt tôi, mẹ con bố Xuân này. Nào, chúc anh à. Đầu lắm, ông cầm mấy cá rồi nhỉ? Đâu rồi, đâu rồi. Từ lần cái vụ chuột có cái lâu rồi đấy. Đầu. 2 tháng này, mấy tháng. Nhưng mà vì nhiệm vụ chính của cậu là cậu phải lý mà nhé. Đấy, nhớ rồi. Anh nói thật, anh để anh nhắc nhiều, anh không nhắc. Đây giờ. Anh để anh chỉ có nói tiếng nóng thôi. Nhắc rồi, đấy, cái em. Cuộc sống của cậu ấy. Mãi thế rồi. Thật. Anh còn mời răng, mài răng trước anh Phẩn nhờ. Mài cái gì? Bướm cậu nó. Bướm miệng là con bướm nó bay ấy. Bướm miệng này. Con lọc. Trong. Con bướm nó đang bay này. Anh Phẩn này. Cái nhạc đấy là nhạc nghĩa của Quyên sao mà. Nhạc nghĩa? Bác Thu. À Bác Thu à? Thu à? À Thu của Toàn à? Sao làm ca sĩ đời đấy? Yêu nhạc thế à? Chồng thì đầu lúc nào cũng bóc nhạc. Thế mà cứ nhạc này nhạc đó. Đấy. Ô anh thấy nhiều khi đi tức
mỹ phục nó cái nhốm vào nó muốn 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 kiểu phần rồi trường ngã đấy dễ chân. Bảo mình nghĩ mà thời buổi này là thiếu đéo gì xịt keo đứng nhổ con bọt phục phục trong cái tóc của này. Ừ. Không cái hình thức này cũng tốt thôi nhưng thiếu đéo cái mỹ phẩm đâu mà nhổ con bọt muốn muốn muốn. Keo cùng các ở thiếu gì? Tháng này mà cứ tầm sáng ra ngoài này mới tầm. Sang nhà thờ cứ tới mỹ phục mấy lần mình gặp rồi nhổ con bọt xong vuốt vuốt vuốt. Bác biển hôm nay cảm nhận cái món chuột này thế nào? Ngon, đắc này ngon đẹp thật, nó vui rồi nhỉ. Mình tưởng là chỉ keo khay chán là hôm nữa hay là bình thường vẫn luôn không? Bằng nó nhồi vào. Nó ngon đúng không anh? Vào tay nó tuyệt vời. Nó hết này, chuột hết đầu tiên là chó nguyên này. Chó vẫn còn nguyên này. Nó ngon nhưng mà chuột hết. Hôm nay các ông ăn hai ba người làm sao mà ngon hôm nay đâu rồi? Đường trăng bảy ngon hơn. Nói chuẩn. Hôm nay mà gặp bằng nghĩ là thiếu rồi. Nói chuẩn đỉnh nhất là hôm ăn có cái thằng sắc lên đấy, ăn nó khứ khứ mà ngon thật, ngọt mà ngon hiểu đông người mà hôm nay thực sự tay tôi làm thực sự ngon đấy, đâm lời làm lông đúng ăn ngon thật. Đúng lúc anh đi làm ấy, đi làm và làm mấy miếng đúng từ giờ hôm nay mà còn rồi tôi phải ăn 7-8 con nữa. Ôi là tươi ăn ngon thật, không có thằng sắc ở đây. Ôi, không khử ngon. Đấy, hôm nay gọi là khử có ít nó khử khử đâu. Hôm nay là chia sẻ là sang đây toàn cút, hôm nay là mình cứ tưởng là có nguyên chuột cơ nhưng mà hôm nay lại có cả chó tiết canh cầy. Đấy, cả nhà. Thịt chó tiết canh cầy với thịt chuột nhé cả nhà nhé. Cái video chia sẻ để anh em ra đang uống rượu. Chào các cả nhà ơi. Hello, chào cả nhà. Thank you. Đang sao lại rắn chuột nhá.